Mình đã thấy được cái hậu quả của sự cưỡng cầu chưa? Tôi nói mà mình đâu có tin. Tại sao mình cố tình làm tổn thương mình chi vậy? Hôm trước mình cho tôi uống trà gì vậy? Dạ, mình nói gì vậy? Em không hiểu. Tôi cho mình cơ hội nói thật một lần, chỉ một lần duy nhất thôi. Chắc mình có nhầm lẫn gì chứ em. Sao mà không báo tin cho cậu để cậu mừng? Bây giờ cậu vẫn còn đang giận dữ lắm. Với lại anh định là má, mình sẽ có một nơi chốn bình yên như thế vậy. Má, sao vậy má? Muốn có một bữa cơm thật là ấm áp, có một người phụ nữ mà mình yêu thương chờ đợi mình mỗi khi mà mình tan sở làm gì. Em có muốn làm người phụ nữ mà anh yêu thương suốt đời này không? Ngày mai con sẽ khóc cho đứa con chết yểu của mình, và khóc cho đứa con của nó một lần. Cho mày rồi ai thai cho con gái của tao? Có vừa sảy thai thì mày đậu thai. Sởn tóc đó, mau lên, đừng mà. Sởn tóc đó cho tao. Xin đi rồi, đừng mà. Dám dụ dỗ chồng con gái tao hả? Má cứ làm việc của má, còn con sẽ làm việc của con. Đón xem Lưới Trời phát sóng lúc 21:30 thứ hai và thứ ba hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 năm 2021.